Rồi ok, hello hello, xin chào các anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ có trái Rumble. Thật ra thì tôi đang bí idea nên là tạm thời để cái bộ combo như thế này nhá. Trời ơi, không hiểu lý do tại sao mà tôi lại muốn dùng Super Human cơ. Tôi dùng nó kém quá, kém hơn lần trước rất nhiều luôn ấy. Tại vì bây giờ cái Super Human nó cứ bay bay kiểu gì ấy, khó hiểu thật. Như đoạn đầu anh em thấy tôi đấm chiêu Z vào thanh niên đấy mà nó không ở vị trí cũ luôn ấy. Anh em bay xa cả một đoạn luôn, không đuổi được. Thế là hỏng hết combo đấy. Rồi xong, giờ đến thanh niên này. Trời ơi, tôi êm quá tệ luôn. Đấy. Ây chà, bậy nha, không ăn được điều. Thanh niên này đòi cái của tôi. Ai chà, bạn voi bạn muốn tham gia. Ok, thế thì 2v1 vậy. Nhưng mà mạng ai nấy giữ nhá. Thì mất cắt gì không chịu trách nhiệm đấy nhá. À đúng rồi, thức đấy. Đúng rồi, giữ chặn lại ấy. Ok, đánh nhau xong gặp một bạn. Đấy, bạn tôi à. Đấy. Vừa random ra chạy khói. Ok nhá. Đi săn tiếp thôi. Và ở đây chúng ta có mấy anh chàng không biết đang làm cái gì mà không để ý đến tôi. Thế nên là cho một quả cầu xuống này. Đó, xong. Mạng tôi nha. Còn thanh niên nào đây? Đứng trong đấy có an toàn đâu bạn ơi. Có gì á? Gì kìa? Đứng im cái xong đi luôn. Và một bạn ở đây đang cố gắng chạy với thanh niên Bounty Hunter kia nhưng mà làm sao mà cho phép. Ôi ôi, không không không. Cái đậu xanh. Lúc người ta đánh không đến, đánh gần xong rồi thì đến cái luôn con boss. Ma. Trời ơi. Thề luôn, một mình tôi dọn sạch chỗ này xong thằng này tự đến đây nó ăn luôn con boss. Cay thật sự. Má, đúng là hack fruit có khác. Rồi xong, đi. Ok, và chúng ta đã có một đối thủ đầu tiên, thật sự ấy. Vâng, và thanh niên này muốn solo với tôi nhưng mà kỹ năng vẫn còn tầm newbie nên là đi bạn nhá. Đấy. Vâng, và trước mắt các bạn đây, chúng ta đang ở một môi trường sinh sống tự nhiên của các loài gọi tên là hacker, sử dụng những trái hack Nomi để đi săn bounty. Bây giờ tôi sẽ đứng ở đây sẽ thanh niên kia sẽ bị tiêu diệt và nó sẽ nhắm đến tôi vì tôi đã ở trong lãnh địa của nó rồi. Ok, và có lẽ là hóa tộc luôn hả, chơi luôn hả, nguy hiểm cấp độ cao á. Trời ơi, còn tộc thiên thần nữa. Đấy, làm sao mà được, làm sao mà bắt được tôi. Tôi có mũ phi công chạy nhanh lắm bạn ơi. Làm sao bắt được rồi, hóa tộc này. Đấy, đánh cái xong yếu máu bay lên trên trời à. Đấy, trốn luôn. Ok, đợi một lúc lâu. À đây rồi, thanh niên 17M đã quay trở lại. Thanh niên đang chỉnh chóp à, nguy hiểm dữ à. Bây giờ hacker thông minh thật đấy. Vâng, và anh ấy đã quay trở lại với cái Dragon Salon đam to nhất của mình. Nhưng rồi anh ấy dính hai chiêu khống chế của tôi lại bay đi mất. Trời kỳ. Rồi ok, anh ấy quay trở lại không? Vâng, anh đã quay trở lại vào cái quả cầu của tôi, phóng cái chiêu của Dragon Salon. Xong rồi lại dính chiêu, lại bay đi. Thôi thôi kệ nha anh em nhá. Nhưng loại này không đánh được anh em. Đây tôi chỉ anh em cách trốn mấy thằng hack này. Anh em chỉ cần chui qua mấy cái cổng thôi. Anh em cứ đánh nhau trên đảo rùa hay là đã pháo đài được rồi. Đấy. Chỗ nào có cái cổng thì chui vào, thế là xong. C2 thì vào cái phòng con boss one thôi. Đấy, thế là anh em đấy, vào vùng an toàn thôi. Đuổi bằng trời à. Ố. Vừa sang server mới có gì đây? Sao hack bay ở chỗ này là ta? Xong rồi cũng chả có ai đánh luôn. Thế tôi xin nhá. Rồi ok, và chúng ta đã có một anh bạn phật tổ đang đi farm Foxland. À thì ra anh bạn có bật VPP. Tôi cứ tưởng không bật à.
Thế thì ố có thanh niên nào nữa kia. Ai ai ai, không cho nha, không cho nha. Trời ơi con bot. Cảm ơn bot nhé. Thì đây bạn, bạn chạy chỗ ớn rồi, bạn đứng đây làm gì? Bạn định dâng bounty cho tôi nhưng mà thử thách tôi tí à? Hả? Đấy, giờ đứng sau cái cột làm cái gì? Đi đó bạn ơi. Ơ à. Thanh niên này kỳ lạ thế anh em ạ. Rồi rồi, chạy qua cổng rồi. Ê, đấm thường này. Ồ, đâu à? À, chạy qua lại rồi. Khôn đấy, thanh niên này cũng biết là có chơi đấy. Nhưng mà đỡ xem quả này xem nào. Ờ. Hóa ra thanh niên cũng gọi là reset. Đấy. Và hiện tại nó đang ở một cái server khá là lag, 500 ping. Giờ chắc lên 1.000 ping luôn. Thế mà vẫn ăn được mạng. Gì đây? Hình như thanh niên này cũng lag chúng tôi á. Ô thôi sao không? Thế lại là mất kill rồi. Có cái thanh niên level 1.500 đang ở đây này. Quả này cầu xuống là thanh niên dọn dẹp hết hiện trường luôn. Đấy. Trời ơi, 3 phút sau mạng tôi trở lại bình thường rồi. Thôi. Vậy là sang server mới chúng ta gặp được một thanh niên xếp băng. Trai băng thì làm cái gì? Trời ơi, thế mà cũng hụt được combo. Tôi nói rồi anh em, một tháng tôi không chơi. Tôi gà lắm. Nhất là vừa mới chơi trái combo lần đầu tiên nên là hơi khó. Chưa quen. Đi đâu bạn? Ok. Giờ chúng ta sẽ ra phần combo tạm thời nhá. Tạm thời đây là combo nhá. Đấy. Mà hơi lag thì anh em thông cảm. Trời ơi. Game bây giờ lag quá không thể nào chơi được. Đấy, ok. Anh em tự hỏi tại sao tôi dùng chiêu Rumble như thế á. Tại vì tôi nâng điểm trái sao á. Ôi ôi. 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 Trời ơi. Ê, luôn vừa mới gặp luôn ấy, thanh niên đã vào cắn luôn rồi. Ghê quá. Biết là bạn Samoti nhưng mà bạn bình tĩnh được không? Chơi Kitsune thế này, tí tôi đánh bạn yếu máu xong bạn lại chạy à? Thế có khi mình không đánh mẹ. Tí thanh niên này. Ô, ôi. Rồi ok. Ơ, cái gì đấy? Trời ơi, cái mạng vừa lag xong rồi cái đánh thưởng Kitsune nó còn kéo mình lại nữa. Không ấy, mấy ông admin bớt xúc vật lại đi được không? Chứ nhiều trái biến hình lắm rồi. Mà trái biến hình thì auto spam chứ gì nữa. Thôi bỏ qua chuyện đấy một bên đi. Giờ tôi chấp thanh niên này. Tôi chấp cả V4 luôn đấy. Tôi chấp thanh niên này vừa lag vừa V4 luôn đấy. Tôi chấp luôn. Trời ơi. À đây rồi, V4 luôn này. Thôi hết chép nha. Ôi dồi ôi, dính chiêu rồi. A à. Trời ơi. Cái em của tôi nó ngu quá. Ok, và sau một vài đường quyền thì thanh niên đấy cũng đã biến lại Kitsune rồi. Trời ơi. Thanh niên chỉ dựa dẫm vào chiêu V của mình thôi. Ồ, chạy đi đâu? Cái đậu xanh nó. Thanh niên ra là đánh quái để hồi giáp anh em ạ. Chơi, chơi ăn gian à. Rồi, lạc nữa. May mà thanh niên không bắn trúng. May mà ông này ông Skywar hơi kém. Thôi mặt sao chạy thế kia. Có đầy máu người ta. Hay là hết đầy 4. Nhìn quả này biết chắc là hết đầy 4 rồi nên chạy này. Ủa rồi đâu rồi? Ông bị mất luôn à? Ủa mất tích luôn này. Ơ à, à đây. Thôi mà vào vùng an toàn rồi chắc là thôi không đánh nữa nhỉ. Thôi tôi ra tôi đánh cái bot vậy. Ôi ơi ơi ơi. Trời ơi, chỉ có đánh lén giỏi thôi. Thôi đánh nhau với thanh niên này thêm tí nữa vậy anh em nhé. Vâng, và đã mấy phút trôi qua thanh niên đã biến lại trở lại rằng người rồi. Bạn ơi, giờ ai thua là làm con người kia nhé bạn nhé.
Rồi giữ xe God Human làm gì ấy con ơi. À ok, ít ta con còn quay trở lại để đánh với ta. Đấy, đúng là con trai của ta. Thank you Bounty nha. Ô con làm gì ấy con ơi. Con ở. À hình như là tích dạng cáo đúng không? Trời ơi, con đi dích dạng cáo con ơi. Con làm gì vậy con? Con chơi xanh chín dữ. Thôi kệ đi. Thế thì ta sẽ chơi cái kiểu này với con vậy. Đây, sâu guitar đây. Đấy. Rồi đủ ba đuôi chưa? Biến được dạng cáo chưa? À bật PVP đủ hiểu rồi nhá. Rồi sao? Vào đây đi. Vào đây con trai của ta. Ai chả? Ai chả? Trời ơi. Trời ơi. Con em kiểu gì vậy con? Rồi con biến dạng cáo rồi. Ok luôn. Cũng gọi là biết tiết kiệm á. Đúng lời ta dặn. Thôi thằng này là con ai chứ không phải con tôi rồi anh em ạ. Trời ơi, nó chơi điếm thúi anh em ạ. Đánh cho chán vô, chạy cho chán vô. Xong rồi nó chạy ra con boss để tích cái nộ để hóa với bốn ạ. Đây này. Đấy, lại quay lại luôn. Gì vậy trời. Đấy rồi, sao hóa V4 luôn. Trong khi mình chưa tích được bao nhiêu, nó hóa luôn V4 rồi. Xong rồi còn chơi dạng cáo nữa. Trời ơi, kỹ năng thì không có đâu. Nhưng mà khôn lỏi thì có đấy. Ây à, sao lại hóa dạng người này. À rồi ôi, mất V4 từ nãy giờ không biết. Trời ơi, bây giờ lại hóa lại V4. Rồi làm gì đây? Ủa? À lại đi tích lại dạng đuôi à? Trời ơi, chơi. Trời ơi, lại tích lại dạng cáo. Ôi rồi. Học cái này từ đâu đấy? Thằng này nhất quyết không phải là 2.6M rồi anh em ơi. Ôi lag. Lag này không chấp thời cơ mà đánh đi. À và chúng ta đã có một thanh niên. Tôi không biết là bao nhiêu M nữa. Chứ tôi thấy trong bảng thông báo là trên 5M. Thế để trong lúc thanh niên làm con cáo nó bận thì đấy, đổi màu neo luôn. Chứ cái dao không giết được nó đâu. Ồ thanh niên kia đi rồi. Đi lần 2 rồi. Nãy là ở bên hải tặc ấy đang cố đánh tôi luôn ấy. Nhưng mà tôi đánh chạy cho tay khói à. Xong bây giờ sang hải quân thì bay luôn hai mạng và bro noob hit and run. Tại ông chứ. Mà đúng ra tôi chả cần ông giúp luôn ấy. Thế là thanh niên này tự hồi V4, tự hồi máu. Ai. Ôi, bình tĩnh. Ôi, chưa hóa được V4, từ. Yo, đang đánh nhau mà tự nhiên ấn nhầm vào mấy cái kia là thôi đi luôn đấy. À đây rồi. Xuống đây. Đúng rồi, bị lừa rồi con ơi. À đâu, làm mày không phải con tao. Mày là con thằng chó nào chứ không phải con tao. Mày khôn lỏi hơn cả tao rồi. Gen tao là gen KS chứ không phải gen khôn lỏi nhá. Không phải gen kiểu chia âm tan thế này nhá. Không phải gen bốn chân nhá. Ôi giời ơi, bây giờ chỉ dám đứng từ xa thôi ạ. À? Hay là mất V4 rồi. À, đứng lại này rồi xong. Ăn một combo nha. Nha. Xong. Easy. Thằng này là mười mấy M chứ không phải là 2.6M đâu. Thề với anh em luôn, thằng này phải trên 10M nó mới chơi cái kiểu hóa cáo này. Đấy. Lại chuẩn bị tao hóa kìa. Nhưng mà thôi, 3/3 rồi, nghỉ đi. Tôi vờn nhau với thằng đấy tận 30 phút đồng hồ anh em ạ. Trời ơi, mất thời gian kinh. Và tôi đang nghĩ ra một cái cách mà không thể để thằng nào chạy được. Anh em thấy cái Dragon Trident chưa? Đấy, tí nữa hack đến là tôi sẽ kéo nó xuống. Đấy. Đấy, trời ơi, đợi mãi. Nãy thấy thông báo vào rồi. Đợi mãi anh ơi. Trời ơi, sao anh không ngắm bên em mà anh chỉ ngắm đến mấy cái thằng đấy. Chú ý em đi, notice me senpai. À đây rồi. Đấy, ăn cái lôi cầu này. Điểm fruit đấy chứ không phải điểm kiếm đâu. Tôi không sợ mấy thằng chop đâu. Mấy thằng hacker lại dùng trái chop à. Rồi, xin nhá. Thank you anh. Cay, anh ấy cay. À đâu?
Thanh niên này không dùng chân chóp à? Ok, cũng đỡ sợ. Trời ơi, hóa V4 luôn. Trời ơi, chơi hóa V4 à. Tôi phải tránh xa mấy con quái ra, không thì đam to lắm. Đấy, đam say bóc nó to kinh luôn. Rồi, hóa được V4 chưa? Đây rồi. Mà nó cũng chạy luôn rồi. Mấy cái thằng hack này. Ủa, gì đấy? Ai chà, lại thêm một thằng hack nữa vào à? Đấy, trời ơi, chuẩn luôn. Vẫn là hack anh em ơi. Bây giờ toàn bounty fake thôi. Đấy, hình như thằng này cũng ăn cháy chóp ta. Hình như là cháy chóp đúng không? Trời ơi, yếu máu lại bay đi. Mới có 50% máu rồi đấy. Chưa gì đã bay đi rồi. Đây anh em xem. Đấy, mấy cái avatar này chỉ có hacker thôi. Ô, cái gì kìa? À, chuyển mục tiêu. Thấy không đánh được, chuyển mục tiêu. Ok luôn, đuổi luôn. Chúa thù dai mà lại. Ấy chà, ghê. Ừ, bắt được. Thấy chưa? Đấy, yếu cái bay lên trời luôn. Bay rất nhanh. Trời ơi. Ơ, lại quay xuống này. Ôi, lại bay lên rồi. Bay đúng rồi cái lôi cầu. À, đây rồi. Thế thì... Ủa, đâu à? Lại bay lên rồi. Trời ơi. Chắc là quay lại bên kia để nhầm mấy cái thằng khách đang farm kia à? Chắc chắn luôn. Đấy, thấy rồi, thấy tên rồi. Nguyễn Đá Cái gì đấy. À, chả lại nhắm đến tôi. Ừ. Nói thẳng luôn nha, không ăn được đâu. Có V4 đây còn gì. Đấy, chạy luôn. Ai, chờ hết V4 thì quay lại hả? Ừ. Chơi luôn. Chấp cả hack luôn. Biết là thợ săn hack chưa? Nghe danh thợ săn hack hoàng không gà chưa? À, ghê. Cũng ghê nhưng mà bay hơi chậm nhá. Không như cái thằng hack trên TikTok của tôi. Đấy, trời ơi, dính chiêu rồi. Thì đi, ôi, easy. Lần đầu tiên giết được mấy thằng hack kiểu này đấy anh em ạ. Mà không dùng trái portal nhá. À, bật PVP. Ừ, đúng là dùng trái chóp thật. Bật PVP. Bật. Cho tí nữa thì đi rồi. Tí nữa thì đi lần hai rồi. Ây da ơi. Anh ấy cay. Anh ấy quá cay. Cái gì đây? Cho xin tí mastery vào trái rumble nào. Không biết anh bật PVP. À, có bật nhé. À, quên mất chiếu X không dùng được trong nhà. Ây da, hơi lag nha. Trong cái server này lắm hack lắm. Nên là... ngon luôn. Ăn luôn. Không chơi. Không bạn ơi. Này, tôi chạy phòng cạnh. Đấy anh em nhé. Bây giờ hack chạy cũng dễ lắm. Anh em chỉ cần lắp cái mũ phi công một người thôi. Xong rồi anh chạy vòng quanh, thế là xong. Xong rồi chạy vào vùng an toàn, thế là mấy thằng hack nó bỏ cuộc ngay ấy mà. Hack này không bắt được anh em đâu, thề. Không nể nào bắt được luôn. Chứ hack hồi trước thì auto và bắt được, nhưng mà hack bây giờ nó kín lắm, nên là không bắt được đâu. Đấy, lại còn thêm Bùi Tuyết quay lại à? Xì nhá. Easy. Toàn ăn của hack không à. Boom. Rồi sao nữa. Đấy, tôi chạy nhanh lắm, không bắt được đâu. Đấy, thấy anh em bay chưa? Thấy nó bay chưa? Không đuổi được luôn. Giờ chỉ có tôi bị lag thì thanh niên bắt được tôi. Đấy, trời. Đuổi làm sao được. Đấy, gây sát thương tí lại lên V4 ngay mà. Xong rồi tôi lại V4 lên, xong nó lại chạy. Rồi, hóa V4 thì có ích gì. Ở đây có một con quái à? Đây, V4 này. Đấy. Nửa máu chạy luôn. Đấy. Trời ơi. Chuẩn không anh em? Chạy luôn rồi. À đây, lại quay lại à?
Đấy, thế là chạy luôn. Trời, có gì đâu. Có cái gì đâu. Vâng, và sau vài phút không thấy quay lại nên là report nha. Mà cái report này không biết có ăn không nữa. Có khi cùng lắm ban một ngày. Rồi, ok. Thanh niên ấy ra khỏi server rồi, nên là còn mỗi mình tôi với mấy thằng hack farm thôi. Rồi, ok. Và tôi đã ở lại cái server này thêm một chút nữa và săn mấy cái thằng hack farm ở đây. Đồng thời đi farm cái gậy chít te lên 300 mastery luôn. Nên là 19.4M rồi đấy. Ok, và video đến đây cũng kết thúc rồi, nên là hẹn gặp anh em vào clip lần sau nhé. Ok nhá. Bye bye.